tiết mục Then Cổ Vạn Phúc Cầu Phúc, sưu tầm và biên soạn nghệ nhân Hà Thị Phương. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Nãi say khẩu kính bóp nà lươn, xình pháp khẩu kính hướng nà lông, nãi thân tính say lục, xình thân quốc pháp cài. Thank you.
thưởng thức tiết mục Then Cổ Vạn Phúc với lời chúc những điều tốt đẹp nhất cho tất cả mọi người, mọi nhà. Và xin quý vị sẽ là một tràng vỗ tay thật lớn nữa để cảm ơn câu lạc bộ hát then đàn tính huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh. Thưa quý vị, chúng ta đã...